quý vị còn muốn Thu Vân hát thêm một bài nữa không ạ? Dạ xin cảm ơn quý vị. Và để đáp ứng theo yêu cầu của tất cả quý vị thì một lần nữa Thu Vân sẽ cùng với nam nghệ sĩ Chuông Vàng Vọng Cổ Nhật Nguyên sẽ cùng song ca để gửi đến tất cả quý vị đang có mặt xem chương trình văn nghệ tối hôm nay ạ. Dạ, lần đầu tiên cho phép Nhật Nguyên gửi lời chào thân thương đến tất cả quý bà con có mặt đến tối đêm nay ạ. Dạ, tiếp tục chương trình thì có lẽ Thu Vân cùng với Nhật Nguyên xin gửi đến cho tất cả quý vị với một bài tân cổ rất là dễ thương được mang tên Căn nhà màu tím. Xin quý vị cùng lắng nghe. Dân nghiêm thương nhớ giáng sinh sinh mùa thương.
Xin cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Vân và chung vào vòng cổ nghệ sĩ Nhật Nguyên.